hạt giữ mình cách đây 2 tuần, đó là spirit of hay là thần của. Chúng ta thấy rằng là trong cái Ê-sai đoạn 11 câu 2 đó là có 7 thần của Đức Chúa Trời ngự trên Chúa Giêsu mà Ê-sai đã tiên tri. Thứ nhất là thần của Đức Giê-hô-va, thứ hai là thần khôn ngoan, thứ ba là thần thông sáng, thứ tư là thần mưu toan, sáu là mạnh sức, bảy là hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. Nó tóm lại đến để là 7 vị thần. Như vậy là có thể là một thánh linh thôi, nhưng mà là bốn bốn phương diện khác nhau, bốn sự bày tỏ khác nhau, nhưng mà cũng có thể là có cả 7 thần linh ở trong Chúa Giêsu. Bởi vì chúng ta thấy rằng là ở trong cái sách Sa-cha-ri đó, đoạn 3 câu 9 thì nói gì? Sa-cha-ri đoạn 3 câu 9 thì có nói rằng là: vì này, hòn đá mà ta để trước mặt Giê-hô-sua chỉ một hòn đá mà có 7 con mắt. Này, ta sẽ chạm trổ nó và ta sẽ cướp sự gian ác khỏi đất này trong một ngày, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Đó, một hòn đá mà có 7 con mắt. Rồi trong Khải Huyền thì nói gì? Trong Khải Huyền đoạn 3 câu 1 thì nói là: ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ hội thánh sạc đe rằng này là lời phán của đấng có 7 vị thần của Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao. Ta biết công việc ngươi, có tiếng là sống nhưng mà là chết. Khải Huyền đoạn 5 câu 6 thì nói gì? Tôi lại thấy chính giữa ngôi có bốn con sanh vật, cũng chính giữa các trưởng lão có một chiên con như đã bị giết. Chiên con có 7 sừng và 7 7 mắt, là 7 vị thần của Đức Chúa Trời sai xuống khắp thế gian. Chiên con thì có bao nhiêu? 7 sừng và 7 7 mắt. Có cái này mới ra không có. Có 7 sừng và 7 mắt. Như vậy thì 7 mắt, Kinh Thánh giải thích là 7 thần sai xuống đi khắp thế gian. Như vậy chúng ta thấy là mình nhìn nhớ là không phải chỉ là có một đức thánh linh ở ngự trong Chúa Giêsu mà có những thần linh mà được liệt kê trong Ê-sai này, liệt kê trong Ê-sai. Và chúng ta đã học những cái thần linh của Chúa đã ngự trên Chúa được bày tỏ qua từng bước và từng bước như thế nào nha. Ví dụ như là cái trang cái tiếp cái slide cái tiếp được gọi là thần của Đức Chúa Trời hay là thần của Đấng Christ. Rồi cái slide kế nữa là chúng ta thấy là ân điển và nại xin hôm trước chúng ta học rồi, là trên Chúa Giêsu là có linh của ân điển, có thần của ân điển và có linh của sự nại nại xin. Trong chúng ta có linh của sự nại xin luôn nha. Rồi sau đó là thần của thần đã thật cũng người trên Chúa Giêsu. Rồi chúng ta học biết nữa là gì? Sống, linh của sự sống. Chúa Giêsu nói lời ta phán đây là thần linh và sự sống. Một cái chỗ khác thì nói trong Roma đoạn 8 câu 1 nói là: cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho kẻ trong Đức Chúa Jesus Christ, vì luật pháp của thánh linh sự sống. Cái chỗ này gọi là Spirit of Life, có nghĩa là thần của sự sống, đã nhờ Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Bây giờ chúng ta xem một cái linh khác mà trong Kinh Thánh có nói ở trên slide kế tiếp. Nói rằng là đó là Spirit of Adoption, là gì? Là linh của sự làm con nuôi, linh của sự làm con nuôi. Mà cái việc mình dịch là thần tính của sự làm con. Thật ra nó là Spirit of Adoption, có nghĩa là linh của sự làm con. Trong Roma đoạn 8 câu 15 nói gì? Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi, nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba Cha. Chúng ta không còn nhận linh của tôi mọi nữa, mà chúng ta nhận linh của sự làm con. Nếu mà linh của tôi mọi thì sao? Linh tôi mọi thì sao? Sợ hãi. Đó. Nếu trong nhà mà có một người chủ thì tôi nô lệ hay là tôi mọi nó sợ hay là con sợ ông chủ? Tôi mọi nó mới sợ thế mà. Đấy. Có dịp đi chung với thầy Phúc đây, đi vô trong một cái xưởng xe hơi, có hai thằng con lái xe siêu xe. Công nhân thì làm vất vả nhưng tụi nó cứ chơi chơi lái siêu xe. Chúng ta thấy con nó khác. Cho nên chúng ta phải ý thức được điều này. Nhiều khi chúng ta được giảng dạy
giảng dạy không 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 nhiều khi chúng ta được học nó không có tinh quyết, không có nắm chắc cái linh của sự làm con ở trên đời sống của chúng ta, cho nên là cái cách giảng dạy khiến cho chúng ta sợ hãi, sợ Đức Chúa Trời, sợ làm sai, sợ bị phạt. Sáng mở mắt dậy ăn năn, suốt ngày ăn năn, tối lên giường ăn năn, sợ gì vậy? Thứ nhất là sợ bị phạt, sợ thứ hai là sợ mà lỡ mà ngủ sáng dậy không mở mắt nữa là đi đâu, đi lên hay đi xuống? Sợ. Nếu không ăn năn. Cho nên là, nhưng mà chúng ta biết lẽ thật của chúng ta là chúng ta có linh của sự làm con ở trong này, linh của sự làm con nuôi, mà chúng ta Kinh Thánh nói là chúng ta nhận linh của sự làm con nuôi, nhận khi nào đây? Nhận khi nào? Đúng rồi, khi tin nhận Chúa Giêsu thì Giăng đoạn 1 câu 12 nói gì? Thế ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, là kẻ chẳng sanh bởi ý quyết, bởi tình dục, bởi ý người, nhưng Kinh Thánh nói là sanh bởi. Như vậy thì ngay khi chúng ta tin Chúa, chúng ta đã được Đức Chúa Trời sanh chúng ta lại và chúng ta nhận linh của sự làm con. Nhưng mà nếu nói con nuôi thì chúng ta phải thấy chỗ này, Kinh Thánh nói con nuôi không có nghĩa là con tiếp nhận đâu. Tại vì rõ ràng nếu mà theo người đời mà con nuôi thì có được sanh ra không? Đâu có được sanh ra phải không? Mà còn chúng ta có được sanh ra không? Được, chúng ta đã được Đức Chúa Trời sanh lại rồi, cho nên chúng ta nhận lấy linh của sự làm con. Và nhờ đó kêu rằng A-pa, cha, linh làm con trong chúng ta, khiến cho chúng ta, thúc giục chúng ta để lên tiếng kêu rằng A-pa, cha. Nhiều khi chúng ta cái tâm lý mà đến với Chúa cầu nguyện thường là hay là cầu nguyện nhà Chúa. Nhưng đúng ra địa vị chúng ta không có cầu nguyện như vậy. Mà địa vị chúng ta phải cầu nguyện gì? Cha. Và thậm chí nếu mà hơn nữa, thân mật hơn nữa thì chúng ta phải cầu nguyện gì? Abba. Chúng ta thấy cái đứa trẻ sơ sinh khi nó bắt đầu biết nói, nó nói từ gì đó? Abba. Nó nói từ Abba. Cho nên không phải chỉ cha mẹ chăm sóc nó, mà tính Đức Chúa Trời cũng chăm sóc nó khi nó học sơ sinh. Amen. Amen không ạ? Cho nên cái từ Abba là cái từ rất đặc biệt, mà chỉ có chúng ta mới được thừa hưởng để kêu gọi Đức Chúa Trời. Khi chúng ta gọi Đức Chúa Trời là A-pa thì tất nhiên nó khác với gọi Ngài là Chúa, là Đức Chúa Trời. Tại sao vậy? Nó gần gũi hơn, nó thân thiết hơn, hẹn gọi như là cha con. Kinh Thánh nói tiếp cho chúng ta trong câu 16 nữa là chính Đức Thánh Linh là chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái. Nên làm chứng cho mình. Nếu mà tôi làm chứng cho quý vị, tôi nói với quý vị là con Đức Chúa Trời, thì quý vị có tin không? Cũng không chắc lắm, Nhưng mà Kinh Thánh nói là gì? Chính Đức Thánh Linh làm chứng trong lòng. Tôi sẽ làm chứng quý vị bằng tâm trí. Quý vị nhận ra bằng tâm trí, nhưng mà chính Đức Thánh Linh làm chứng cho quý vị bằng tấm lòng, xác nhận trong tấm lòng của chúng ta. Cho nên chúng ta không có hoài nghi, không có nghi ngờ cái địa vị của chúng ta được làm con cái của Chúa, bởi linh của sự làm con đang ở trong chúng ta. Cho nên khi chúng ta đến gần Chúa, hãy gọi Ngài là A-ba, cha. Rồi gì nữa? Câu 17 nói là lại nếu chúng ta là con cái thì sao? Đấy là con, nếu mà con thật rồi là gì? Quyền thừa hưởng. Thì được quyền kế thừa hưởng. Đó là đương nhiên rồi. Nếu mà không phải là con thì sao? Không có thừa hưởng. Còn nếu mà là đã con rồi, cho dù là tốt hay xấu gì đi nữa thì sao? Cũng vẫn hưởng như thường. Đấy. Con cho dù nó tốt hay nó xấu gì nữa thì cái phần đó là của nó, không có chạy chữa đâu. Phần đó là của nó, phải không ạ? Cho nên quý vị có được hưởng gia tài không? Được. Gia tài cỡ nào? Nhiều ít? Nhiều. Nhiều cỡ nào? Nhiều à? Không được. Không biết, không biết được. Gia tài của tôi nhiều hơn quý vị hay là ít hơn quý vị?
Bằng nhau. Bằng nhau. Tôi là nhiều nhất tại khu công cư. Nhưng mà chúng ta phải để ý cái chữ sau. Chữ sau đó là gì? Tại nếu chúng ta là con cái thì tất nhiên cũng là kẻ kế tự. Kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Con hè. Đúng không ạ? Con hè là đồng kế tự. Đồng kế tự là sao quý vị? Là Đấng Christ có cái gì? Tôi có cái đó. Tôi có cái đó. Tôi chia phần chung với lại Đấng Christ. Cái này kế tự không phải là mỗi người phần đâu. Không có chia ra mỗi đứa một miếng gia tài đâu. Mà là ở đây nói là đồng kế tự với Đấng Christ, có nghĩa là tất cả những gì Đấng Christ có, chúng ta đều có quyền giữ phần của nó hết. Amen. Amen không ạ? Mà Kinh Thánh thì nói gì? Kinh Thánh thì Chúa Giêsu nói trong câu 16 câu 15 đấy là mọi sự ta có đều là của ta. Mọi sự cha có đều là của. Như vậy thì Chúa Giêsu có tất cả mọi sự của Đức Chúa Trời. Mà chúng ta lại đồng kế tự với Chúa Giêsu, điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta có tất cả mọi sự của Đức Chúa Trời. Amen không ạ? Amen. Mà mọi sự của Đức Chúa Trời là cỡ nào? Là vô hạn. Là vô hạn. Đấy. Chúng ta có tin điều này. Tin. Thứ nhất chúng ta là con thì tất nhiên phải kế tự. Thứ hai nữa là gì? Cái mức độ kế tự là sao? Là đồng kế tự với Đấng Christ. Mà Đấng Christ nói rằng là mọi sự cha có đều là của ta. Như vậy thì chúng ta cũng được hưởng mọi sự với Chúa Giêsu Christ và vô hạn. Nguồn của Đức Chúa Trời là vô hạn. Nói những điều này nghe nó có vẻ là cái là lớn lao, cao siêu lớn lao, nhưng mà nó là thật bởi vì đó là lời Chúa. Tôi không thể cãi được, phải hưởng mọi sự. Có nghe không ạ? Chúng ta nhớ cái câu chuyện người con trai hoàn đàn không? Người em nói với cha sao? Người em nói với cha là xin cha chia gia tài cho con. Có nghĩa là nó ngồi nó rạch rồi lắm. Nếu hai anh em thì được hai phần gia tài, bây giờ chia gia tài cho con. Rồi đến khi nó trở về thì người anh tức tối. Người anh nói rằng là nó đó thì coi như là tiêu hết gia tài với phường kỷ điểm. Mà cha lại bắt bỏ con giết cầm thịt để đãi nó, còn con đây làm công cho cha bao nhiêu năm nay, cha không cho con một con dê để mà đãi bạn hữu. Người cha trả lời sao? Mày cứ xin lão mày. Mọi sự cha có là hết thảy mọi sự của cha là của con. Cả thằng em nó cũng không biết, người anh cũng không biết luôn. Đó mà cứ nghĩ là phải chia cho người cha nó hết thảy mọi sự của cha. Câu chuyện này đang nói về ai? Nói về những người mà con của Chúa mà không biết. Câu chuyện này là nhân vật chính của câu chuyện này là ai? Nhân vật chính này, câu chuyện này không phải là đứa con trai hoang đàn. Người cha. Người cha. Là người cha. Về tấm lòng nhân hậu của người cha. Hiểu không ạ? Tiếp nhận con mình dù nó hoang đàn, nhưng vẫn tiếp nhận nó. Hiểu không ạ? Rồi người cha lại còn muốn ban hết gia tài của mình cho các con, chứ không phải là cái gì mà chia là đang nói đến Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng vậy, mọi sự của cha là của. Cái điều ở đây là hai đứa con nó không được ẩm nói, còn mình đây là mình được đọc, được nghe nói luôn, trở nên bình tĩnh. Mình nhận luôn. Nhưng mà có nhiều người không biết. Có nhiều người vẫn không thấy được cái lẽ thật này. Trong đó có ông đó tôi thấy nhiều đầy đủ. Giới hạn Đức Chúa Trời. Giới hạn nữa hả? Phúc ai? Phúc ai? Anh hỏi biết đừng nói thương ảnh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là linh của sự làm có mà Kinh Thánh đề cập đến rất là tuyệt vời. Trong chúng ta, ngự bên trong chúng ta là linh của sự làm còn. Rồi, ngoài ra đó, nếu chúng ta đọc tiếp nữa, chúng ta sẽ thấy gì? Trong
Trong câu tôi gì đoạn 4 câu 13 nói sao? Vì chúng tôi có đồng một lòng tin y như lời Kinh Thánh phán, ta đã tin nên ta nói, cũng vậy chúng tôi tin nên mới nói. À, chúng tôi tin nên mới nói, đồng một lòng tin. Cái này ai biết? Paulo biết. Paulo nói rằng là linh đức tin ở trong anh em cũng là cái linh đức tin ở trong tôi giống nhau. Paulo làm rất là nhiều dấu kỳ phép lạ là bởi linh đức tin ở bên trong của ông. Mà chúng ta thì có đồng lòng tin, có nghĩa là cùng một linh đức tin. Trong bản Kinh Thánh tiếng Anh thì chúng ta thấy như sao, biết ra that same spirit of faith, đúng không ạ? Same spirit có nghĩa là cùng một linh của đức, cùng một linh. Đức tin là một phạm trù thuộc linh, nó không phải là một phạm trù của tâm trí. Niềm tin là thuộc về tâm trí, nhưng mà đức tin là vấn đề của thủ linh. Trước khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta chỉ có niềm tin. Niềm tin của chúng ta đặt nơi con người. Khi bước lên máy bay, có niềm tin nơi khi con không? Nếu không có thì không dám bước lên nữa, đúng không ạ? Dạ con thuộc kỳ ai cũng đúng đấy. Chúng ta có niềm tin nơi tôn giáo đó. Chúng ta có niềm tin nơi con người đó. Niềm tin nơi tôn giáo. Nhưng mà chỉ đến khi mà chúng ta bắt đầu đạt đức tin mình, chúng ta bắt đầu tin Chúa Giê-xu thì chúng ta mới nhận lấy đức tin. Đức tin là tin nơi Đức Chúa Trời. Đức tin là tin nơi Đức Chúa Trời. Và trước đó chúng ta không có. Cho đến khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu thì chúng ta có linh của đức tin ngự vào trong chúng ta và chúng ta tin Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đều nói nếu các ngươi có đức tin nơi Đức Chúa Trời, hãy nói núi này dời xuống biển thì nó cũng dời. Đức tin nơi Đức Chúa Trời, thật ra trong bản Kinh Thánh tiếng Anh là đức tin của Đức Chúa Trời. Hãy có đức tin của Đức Chúa Trời. Phaolô nói là gì? Tôi tin, tôi có linh đức tin, cho nên tôi công bố. Và khi tôi công bố thì sao? Thì điều đó nó xảy ra. Còn nếu không có linh đức tin trong đời sống mình thì công bố đi nữa, điều đó không thể xảy ra. Amen không ạ? Nếu chỉ có niềm tin thôi thì công bố điều đó không xảy ra. Nhưng mà có linh của đức tin thì công bố thì điều đó xảy ra. Và nếu chúng ta xem trong slide kế tiếp thì chúng ta thấy gì? Chính Phi-rơ cũng nói điều này. Phi-rơ nói điều này. Phi-rơ nói gì? Simon Phi-rơ làm tôi tớ sứ đồ của Đức Chúa Sục Kích gửi cho những kẻ chạy sự công bình Đức Chúa Trời chúng ta và cứu Chúa là Đức Chúa Sục Kích đã lãnh phần đức tin đồng quý báu như của chúng tôi. Ông nói là sao? Ông nói chúng ta đã lãnh phần đức tin đồng quý báu giống như là Phi-rơ. Ở trên thì Phao-lô, ở dưới thì là Phi-rơ. Như vậy thì cả Phao-lô và Phi-rơ đều có luồng linh của đức tin và đó cũng giống như chúng ta vậy. Giống như chúng ta vậy. Trong Hebrew đoạn 12 câu 2 thì nói là nhìn xem Đức Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Cội rễ và cuối cùng nghĩa là sao? Nếu chúng ta dịch cho nó nói một cách khác, đó là tác giả của đức tin và tính hoàn tất đức tin của chúng ta. Tác giả của đức tin có nghĩa là khi nào? Khi chúng ta bắt đầu chúng ta tin Chúa thì chúng ta được ban cho một lượng của đức tin. À, từ ngày chúng ta nhận được một lượng của đức tin, rồi trong cái quá trình mà chúng ta bước đi theo Chúa, nó là một hành trình của người công bình sống bởi đức tin. Tại sao Chúa ban cho chúng ta linh đức tin vậy? Tại sao? Tại bây giờ chúng ta không có sống một mình, bây giờ chúng ta sống có Đức Chúa Trời ở cùng. Phải không ạ? Chúng ta sống với Đức Chúa Trời cùng và chúng ta sống bởi những lời hứa mà Đức Chúa Trời dành cho chúng ta, và những lời hứa đó chỉ có thể thực hiện được khi nào chúng ta có linh đức tin và chúng ta nắm lấy những lời hứa đó, chúng ta công bố những lời hứa đó thì những điều nó xảy ra trong cuộc đời chúng ta và chúng ta mới thấy kinh nghiệm một đời sống chúng ta là một đời sống phước lành, một đời sống tốt lành, bởi vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống một đời sống siêu nhiên chứ không phải là một đời sống bình thường. Vì vậy chúng ta cần linh đức tin để sống trong hành trình đi theo Chúa. Thứ hai nữa là gì? Chúng ta đâu có nhìn thấy Chúa đúng không?
chúng ta đâu có nhìn thấy Chúa. Cho nên chúng ta cần linh của đức tin để chúng ta biết Ngài đang ngủ giúp và hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà khi chúng ta về thiên đàng thì còn cần này không? Kết thúc, Kinh Thánh nói là Chúa Giê-xu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Khi chúng ta về thiên đàng thì không cần đức tin nữa. Tại sao vậy? Chúa đó, đức tin là cái gì không thấy, phải không ạ? Mà lúc bây giờ gặp Chúa mặt đối mặt rồi, đó là vinh hiển của Chúa sáng lòa, vinh hiển của chúng ta cũng sáng lòa, không có cần phải đức tin nữa. Cho nên đó lý do tại sao nói Chúa Giê-xu là cội rễ, là bắt đầu đức tin của chúng ta và là kết thúc đức tin của chúng ta. Và trong cái đoạn này thì chúng ta học biết được đó là gì? Chúng ta học biết được là linh đức tin đang ngự ở trong chúng ta. Amen không ạ? Amen. Dự kỳ đó. Một khi chúng ta đã tin Chúa rồi thì Chúa đã đặt chúng ta, đặt vào trong chúng ta những linh, những thần. Thứ nhất là linh làm con, thứ hai là linh của đức tin. Linh làm con luôn để chúng ta có danh phận, có điều kiện làm con, được cư xử, được Đức Chúa Trời lối xử một cách khác biệt. Thứ hai nữa, chúng ta nhận linh của đức tin để như vậy, để chúng ta sống một cuộc sống đầy dẫy ơn huệ của Đức Chúa Trời, đức tin của chúng ta. Chúng ta phải nhận biết cái điều này. Rồi có một cái loại linh khác nữa, Ephesians đoạn 1 câu 17. Ephesians đoạn 1 câu 17 nói gì? Tôi cầu xin Đức Chúa Trời, Cha vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa chúng ta ban cho anh chị em linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt lòng anh em hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài dành cho các thánh đồ là làm sao. Ở đây Phaolô cầu nguyện cho thánh Ê-phê-sô, ông cầu nguyện ông xin gì vậy? Khôn ngoan, linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải. Nói tóm lại là linh của sự mặc khải nói chung, rồi soi sáng con mắt lòng. Nói tóm lại là ông cầu xin để cho tín hữu có linh của sự mặc khải, vừa là khôn ngoan, vừa là khôn sáng, và vừa là hiểu biết luôn. Tất nhiên nếu mà nói cầu xin có nghĩa là chúng ta chưa có, còn hai cái trên thì sao? Có rồi, khi chúng ta tin Chúa, chúng ta nhận gì? Nhận linh của sự làm con nuôi, rồi thêm linh của đức tin. Còn khi chúng ta đi trong đời sống này, bởi vì Chúa là không thấy được, phải không ạ? Chúng ta không thể nào hiểu biết được Đức Chúa Trời, hiểu biết được sự lớn lao vĩ đại của Ngài, hiểu biết được sự hiện diện của Ngài, hiểu biết tình yêu nhiệm màu của Ngài dành cho cuộc đời chúng ta, hoặc là chúng ta có thể hiểu biết được sự dẫn dắt của Thánh Linh, thì chúng ta cần có cầu xin linh với sự khôn ngoan. Và rõ ràng á, khi mà Phaolô cầu nguyện cho hội thánh linh của sự khôn ngoan và mặc khải, thì chúng ta mới có thể nhận biết Đức Chúa Trời sâu nhiệm hơn. Nếu không chúng ta không nhận biết Đức Chúa Trời. Nhiều khi đọc Kinh Thánh vậy đó, cũng biết nhiều về Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta không nhận ra, chúng ta không hiểu. Chỉ khi nào mà chúng ta có linh của sự khôn ngoan và mặc khải, chúng ta mới hiểu Kinh Thánh và chúng ta hiểu Đức Chúa Trời. Rồi giống như ông Kenneth Hagin, mục sư Kenneth Hagin, hồi xưa khi ông còn là mục sư thì ông thường ông cầu nguyện với Chúa. Ông lấy câu Kinh Thánh này ra ông cầu nguyện, ngày nào ông cũng cầu nguyện với Chúa câu Kinh Thánh. Thì ông càng cầu nguyện thì cái linh của sự khôn ngoan mặc khải càng ngày càng hành động trên đời sống, và ông bắt đầu nhìn thấy những thay đổi, ông nhìn thấy những cái điều diệu kỳ. Và có một lần ông ngồi ở trong nhà, ông nghe tiếng gõ cửa, ông mở cửa ra thì ông thấy Chúa Giê-xu bước vào trong phòng của ông, ngồi nói chuyện với ông mặt đối mặt 2 tiếng đồng hồ để nói về chức vụ tiên tri của ông. Bởi vì bây giờ ông có linh của sự khôn ngoan, cho nên ông phải từ bỏ cái hội thánh rất là đông mà ông đã ưu ban 10 mấy năm. Ông từ bỏ giao người khác để ông dành cái chức vụ mới, đó là chức vụ. Ông nói rằng là mỗi ngày ông cứ cầu xin sự linh của sự khôn ngoan và mặc. Nên là chúng ta cũng không phải là cầu nguyện điều gì lớn lao lạ lùng, chúng ta chỉ đơn giản cầu nguyện những điều này. Mỗi khi chúng ta cầu nguyện, xin Chúa ban cho con linh của sự khôn ngoan và rồi soi sáng con mắt lòng anh em hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, là sự giàu có của cơ nghiệp tín hiệu Ngài dành cho các thánh đồ là làm sao? Làm sao nghĩa là cái chữ làm sao nghĩa là nhiều nhiều
Làm sao có nghĩa là nhiều lắm, rất là nhiều luôn. Đấy. Chúng ta chỉ có thể có sự mặc khải thì chúng ta mới biết là cơ hội, cơ nghiệp của chúng ta nó lớn lao. Nãy chúng ta đã chia sẻ rồi, cơ nghiệp chúng ta cỡ nào? Giống Chúa Giêsu, vô hạn. Những gì Chúa Giêsu có chúng ta có, mà những gì Chúa Giêsu có là mọi sự của Đức Chúa Trời, mọi sự của Đức Chúa Trời. Cho nên Kinh Thánh nói rằng là trong Ê-rê-sô đoạn 3 há chẳng ban mọi sự luôn nếu con ấy hay sao? Đúng rồi. Trong Ê-rê-sô thì lại nói thêm là gì? Ê-rê-sô nói là Ngài là đầu, còn Hội Thánh là gì? Là thân thể, tức là sự đầy đủ của Đấng lường tóm mọi sự trong mọi. Ông nói là Hội Thánh á, Hội Thánh chính là sự đầy đủ của Đấng lường tóm mọi sự trong mọi loài. Cho nên với những cái sự khải thị, sự mặc khải này thì chúng ta mới biết là cơ nghiệp của chúng ta lớn như thế nào. Rồi, chúng ta xem ở Timothy gì, đoạn 1 câu 7. Hai cái linh, sự khôn ngoan và sự mặc khải đó là linh mà chúng ta cần phải cầu nguyện. Nhưng mà ở đây thì chúng ta thấy gì? Vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bèn là tâm thần mạnh mẽ, có tình yêu thương và dè dữ. Nếu trong bản Kinh Thánh tiếng Anh thì chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta linh của sự sợ hãi. Chúa không ban cho chúng ta linh của sự sợ hãi. Ai mà đến với Đức Chúa Trời còn sợ hãi thì người đó vẫn là linh của tôi mộng, không phải là linh đậm. Còn linh của sự, không phải là ban linh của sự khôn ngoan, nhưng mà linh của gì? Ở trên nói là tâm thần mạnh mẽ, tức là spirit of power, là quyền khác, là sức mạnh. Yeah. Trong chúng ta là Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta linh của quyền năng, linh của sức mạnh. Thứ hai nữa là gì? Linh của tình yêu thương, spirit of love, và gì nữa? Sao mai có nghĩa là tự chủ. Tự chủ. Nên ngày hôm nay chúng ta phải nhận biết được lẽ thật là trong chúng ta có linh của quyền khác. Trong chúng ta có linh của gì nữa? Sự yêu thương, mà trong chúng ta cũng có linh của sự tương tự. Nhưng mà tại sao ngày hôm nay trong Hội Thánh, thậm chí cá nhân mình thì khi dễ nổi nóng một chút là cãi cọ, gây gỗ, trong khi đó có linh của tình yêu, linh của sự tự chủ nằm ở trong chúng ta. Nói trên đầu sao không được. Để muốn nói lựa chỗ khác nói đó. Nếu chúng ta không có cái linh đó, hoặc là nếu mà linh đó không phát triển, không tăng trưởng trên đời sống của chúng ta, thì chúng ta sẽ cư xử giống như người ngoài, cư xử giống như người khác. Nếu chúng ta không biết cái là sao có linh đó thầy? Chúa đã ban chúng ta. Mặc dù mình cố gắng lắm, nhưng mà nó đúng là khi nó trên đầu nó sốc chịu sao nổi. Đó là lý do tại sao nhìn không được, khó chịu. Đó lý do tại sao Paulo không nói. Nếu anh em mà còn bị tiếc lạ đó thì là sao? Cần phải gây dựng lên. Khi một người cầu nguyện tiếng lạ thường xuyên thì tâm linh người đã bắt đầu tăng trưởng, thì những cái linh này nó phát triển. Và khi nó phát triển thì nó sẽ nảy nở ra bông trái một đây ra bên ngoài, và gọi là bông trái của thánh linh. Đó là lý do tại sao mà Chúa muốn chúng ta tăng trưởng thuộc linh. Paulo cũng đã từng nói lẽ ra anh em là thầy từ đó rồi, nhưng mà bây giờ anh em vẫn còn là con đó. Anh em cư xử rất là xác thịt. Còn những người trưởng thành thì sao? Những người trưởng thành là coi như là họ sao? Luyện tập tâm linh để phân biệt được lành và một người trưởng thành thuộc linh, một người được luyện tập thuộc linh và trưởng thành thuộc linh thì người đó sao? Có thể nhìn thấy được cái vấn đề ẩn dấu đằng sau là cái gì? Đấy. Nhìn thấy những bẫy độc đằng sau nó là. Nếu mà chúng ta trưởng thành thuộc linh thì những linh này nó sẽ phát triển và nó kết quả. Còn nếu chúng ta không trưởng thành thuộc linh thì những linh này không kết quả, và chúng ta sẽ cư xử một cách xác định. Rồi. Còn một cái linh của ngự trong chúng ta trong khi rơi gì đoạn 4 câu 14 nói gì? Nếu anh chị em bị sỉ nhục vì danh Đức Christ, anh chị em được phước.
vì sử dụng là được tốt. Tại sao? Vì Đức Thánh Linh của sự vinh hiển và của Đức Chúa Trời đang ngự trên anh chị em. Đang ngự là có chưa? Có rồi. Đấy. Linh của sự vinh hiển, Spirit of Glory. Đó. Ở trong bản Kinh Thánh tiếng Việt mình đã ghi rõ nè, Đức Thánh Linh của sự vinh hiển. Bản Kinh Thánh tiếng Anh là Spirit of Glory. Nhưng mà bản Kinh Thánh tiếng Việt dịch cũ đó là gì? Vinh hiển và Thánh Linh đã không đúng. Yeah. Linh của sự vinh hiển đang ở trong chúng ta. Khi chúng ta có Đức Thánh Linh thì là chúng ta có sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nhưng cái vấn đề là sự vinh hiển đó là sao? Nó giấu, con mắt trần không nhìn thấy được. Nhưng mà những con mắt thuộc linh có thể nhìn thấy được. Giống như Chúa Giê-xu, khi Ngài sống ở trên đất này thì người ta nhìn thấy Ngài như là ai? À, người ta nhìn thấy Ngài như là Giê-xu người Nazareth. Nhưng mà khi ma quỷ nó, Chúa Giê-xu vừa bước lên trên bờ hồ, ma quỷ nó nhìn thấy Chúa Giê-xu thì nó la lên, nó sắp mình xuống la lên gì? Lạy Giê-xu, Ngài là đấng thánh con Chúa Trời. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nó không nhìn thấy Chúa Giê-xu là một người bình thường như người khác người nhìn thấy, mà nó nhìn thấy sự vinh hiển ở trong Chúa Giê-xu. Vinh hiển của Chúa Giê-xu ẩn tàng, nhưng mà Ngài đã bày tỏ nó ra. Đấy. Người Do Thái, người Pharisee thì không nhìn ra được Chúa Giê-xu là vinh hiển. Nhìn Chúa Giê-xu chỉ là người Nazareth thôi. Nhưng mà Ngài đã từng bày tỏ ra qua dấu kỳ khác lạ. Ví dụ như là Ngài biến nước thành rượu. Và Kinh Thánh nói là đó là lần đầu tiên Ngài bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Những phép lạ của Chúa Giê-xu đã bày tỏ sự vinh hiển của Ngài. Và cái cao trào nhất, cao điểm nhất là Ngài bày tỏ sự vinh hiển ở chỗ nào? Ngài lên núi bắt và sự vinh hiển này bộc lộ ra. Đến nỗi mà áo của Ngài nó biến như là trắng như ánh sáng, mặt Ngài sáng loà như mặt trời. Và chúng ta biết linh của sự vinh hiển của chúng ta. Có thể là anh chị em chưa thấy, chứ tôi với lại nhiều anh em cầu nguyện Chúa khác đi đây đi đó, truyền giáo, đuổi quỷ. Khi mình đuổi quỷ, nó té xuống, nó sắp, nó té xuống bắt đầu đuổi nó thì nó nhắm mắt rồi. Bên mắt nó ra, nó hỏi tại sao mình, hỏi là tại sao mình nhắm mắt, nó nói, sáng quá, mặt ông sáng quá, nó nhất định nó phải nhắm mắt. Hoặc là ví dụ có từng kể với anh em được, con bé đó, khi mà ông mục sư đến ở cái này, ông đến, ông kiểu đen thôi, nhìn bề ngoài ông đen thôi à, tại dân miền Tây vậy đó. Mà khi mà nó quay qua, nó vừa nhìn thấy ông bịt mắt lại, ôi sáng quá, không thể nhìn. Cho nên quý vị ở đây chúng ta đều có linh của sự vinh hiển trong chúng ta. Và linh sự vinh hiển đó người ngoài họ không nhìn thấy, nhưng mà sao? Ma quỷ nó nhìn thấy rõ sự vinh hiển bên trong. Và nếu mà chúng ta được Thánh Linh hành động thì chúng ta cũng có thể làm những việc dấu kỳ phép lạ mà cái gian này người ta không bày tỏ sự vinh hiển qua hành động của chúng ta. Và nếu cần thì Chúa vẫn có thể khiến để chúng ta bày tỏ sự vinh hiển cũng giống như Chúa Giê-xu, ngay thậm chí ngay khi chúng ta sống trên. Nhưng mà có một điều chắc chắn là cái sự vinh hiển chúng ta sẽ đến ngày sẽ bày tỏ ra. Khi nào vậy? Tất thể chúng ta sẽ bày tỏ ra sự vinh hiển của mình mà thế gian nhìn thấy được. Khi nào? Ngày Chúa đến. Khi chúng ta cùng với Chúa Giê-xu trở lại. Khi chúng ta cùng Chúa Giê-xu trở lại. Khi chúng ta được cất lên thì thế gian có thể không nhận thấy. Yeah. Nhưng khi chúng ta trở lại thì sao? Thì mọi mắt đều nhìn thấy Chúa Giê-xu và nhìn thấy đoàn quân thánh đi cùng với Ngài. Cho nên Kinh Thánh nói là chúng ta sẽ hiện ra trong sự vinh hiển cùng với Chúa. Yeah. Qua cái bài học này, nó là một cái lẽ thật. Chúng ta phải biết mình có cái gì. Amen. Thế đi theo Chúa mà chúng ta không nhận biết mình là ai, thứ nhất. Thứ hai là mình không biết mình có cái gì, thì mình không có thể là mình tận dụng những điều đó cho cuộc đời của mình. À, nếu mình không biết mình là linh của sự làm con, thì mình sẽ sao? Sợ hãi. Linh luôn trong sự sợ hãi. Mà nếu mà mình biết linh mình là linh của sự làm con, thì mình sẽ có được thừa hưởng gia tài, mình có một hy vọng lớn đâu.
Rồi ngoài ra mình còn có linh gì nữa? Linh của Đức. Linh đức tin mình có để chi vậy? Để khi mình đi theo Chúa trong cuộc đời này thì hành trình của mình là hành trình của đức tin. Hay nói khác hơn là hành trình của mình là hành trình của việc nhận lãnh mọi ơn phước của Chúa bằng đức tin, không phải bằng việc là bằng đức tin, không phải bằng việc làm. Không, chúng ta không giống như người đời. Người đời phải làm thì mới có, đúng không ạ? Làm tốt mới được phước, làm xấu thì bị của. Còn chúng ta không phải theo cái đó. Chúng ta chỉ đi theo linh của đức tin, có nghĩa là tôi tin và tôi cống bố. Và điều đó nó xảy ra bởi vì sao vậy? Bởi vì linh đức tin đang hành động trong tôi. Chúa Giêsu đã từng nói, nếu anh em mà có đức tin của Đức Chúa Trời nói tới núi này dời xuống biển, thì cái lời nói của mình nó là quyền phép. Amen không ạ? Đấy. Rồi chúng ta có linh gì nữa? Chúng ta cần cầu xin linh của sự khôn ngoan và sự mặc cảm, để chúng ta có thể nhận biết sự vĩ đại lớn lao của Đức Chúa Trời, tình yêu diệu kỳ của Ngài. Chúng ta có thể nhận biết sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng ta và sự dẫn dắt của Thánh Linh, để chúng ta không lạc lối, dìu con cái Chúa lạc lối. Rồi chúng ta có linh gì nữa? Ngoài ra là chúng ta có linh của quyền phép. Khi chúng ta tin Chúa, chúng ta được sanh lại, sanh lại một cái tân tạo vật, thì chúng ta có sẵn ở trong đó là linh của sự làm con, linh của đức tin, linh của quyền năng, linh của yêu thương và tự chủ. Ba cái điều này, linh này là quan trọng vô cùng. Nhưng mà để cho những điều này nó được phát lộ ra, nó được hành động, thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải làm cho mình tăng trưởng đức tin của mình lên, mình trưởng thành thuộc linh, chứ đừng làm con đỏ. Con đỏ sẽ cứ giữ theo xác thịt, nhưng mà người trưởng thành thuộc linh thì những linh này sẽ hành động và đem lại kết quả. Và cái cuối cùng chúng ta nhận biết đó là linh gì nữa? Linh linh hiển. Linh của sự linh hiển đang ở trong chúng ta. Amen không ạ? Anh em là linh hiển. Nếu mà có thể mở mắt thuộc linh ra thì thấy những người ngồi đây sáng chói. Amen luôn ạ. Cái ngày mà chúng ta trở lại, chúng ta sẽ sáng như thế nào? Học rồi. Người nữ này là ai? Mà hiện ra như là rạng đông. Đó là tinh sạch như là mặt trời. Rồi gì nữa? Đẹp như là mặt trăng. Rồi gì nữa? Đáng sợ khác nào đạo quân dương cờ sĩ. Người nữ là ai? Là hội thánh. Tương lai hội thánh hiện ra là coi như là rực rỡ như là bình minh, tinh sạch như là mặt trời, đẹp như mặt trăng. Và hội thánh hiện ra thì đáng sợ như đạo quân dương cờ sĩ. Mà quả thật lúc đó Chúa Giêsu trở lại thì chúng ta là toàn quân thánh đến để đánh trận hạt Ba Kê Đô, tiêu diệt toàn bộ quyền lực của ma quỷ. Amen không ạ? Cảm ơn Chúa. Những người ngoại không tin Chúa có nhiều linh không? Có nhiều linh. Nhiều linh. Linh cổ quế. Linh gian ác nè, hả mà. Đủ thứ linh ở trong đó đó. Nếu mà chúng ta mà đi về miền Tây mà cầu nguyện giải cứu đuổi quỷ thì thôi, nó ngồi ra nó xưng tùm lum linh nó ra. Thậm chí là kêu xin lỗi, nuôi tên gì thì nó trả lời sao? Chứ sư hỏi cái người mà bị quỷ ám, người tên gì, nó trả lời sao? Quân đội. Tôi là quân đội, bởi vì chúng tôi đông. Một quân đội ở trong một người, chúng ta tưởng tượng không? Một quân đội quỷ ở trong một người. Người thế gian không tin Chúa. Có nhiều linh trong một người. Còn khi chúng ta bước vào, chúng ta tin Chúa, chúng ta được sanh lại. Những linh thật là tốt lắm, thật là tuyệt vời trên đời sống của chúng ta. Amen không ạ? Tớ tin điều đó mà. Chúng ta sẵn sàng để cho linh hành động cái đời sống của chúng ta. Chúng ta hãy tăng trưởng thuộc linh của chúng ta lên. Chúng ta hãy cầu nguyện cái mới. Chúng ta hãy tìm kiếm Chúa. Chúng ta hãy gần gũi Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng quan trọng. Sự thờ phượng. Khi chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời, thì chính Kinh Thánh nói rằng Ngài ngự giữa sự ngợi khen của Israel. Khi chúng ta ngợi khen Đức Chúa Trời, Ngài đầy dẫy trên chúng ta. Và linh chúng ta càng ngày càng tăng trưởng. Linh chúng ta càng tăng trưởng khi chúng ta hiểu biết về Chúa nhiều hơn, thì linh chúng ta càng tăng trưởng. Và càng tăng trưởng thì chúng ta càng hiểu biết về Chúa. Và càng tăng trưởng thì các cái hạt giống bên trong chúng ta nó sẽ nảy mầm
kết quả 3 trục, 6 trục, 1 trục. Và đời sống chúng ta là đời sống anh linh đặc biệt. Amen không ạ? À? Thật ra là chúng ta cùng kích lệ với nhau và giả thật, và chúng ta sẽ làm theo lẽ thật. Tin là bước đi của đời. Cống bước.